Ronaldo hoàn tất 99% thủ tục trở lại Sporting Lisbon, MU nói gì? Trước thông tin Cristiano Ronaldo đã hoàn tất 99% thủ tục trở lại Sporting Lisbon, Manchester United đã bình luận ra sao? Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo muốn rời Manchester United để được tiếp tục thi đấu ở Champions League. Và tương lai của CR7 tại Old Trafford đã kéo dài suốt nhiều tháng nay vẫn chưa ngã ngũ, trong khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1 tháng 9. Bây giờ, có thông tin Ronaldo đang tiến rất gần đến việc trở lại quê nhà Bồ Đào Nha thi đấu cho câu lạc bộ đã đào tạo anh là Sporting Lisbon. Năm 2003, MU mua Ronaldo từ chính Sporting Lisbon và biến anh trở thành siêu sao. Theo Daily Mail Anh, Manchester United đã dội một gáo nước lạnh trước thông tin Cristiano Ronaldo đang chuẩn bị trở lại Sporting Lisbon. Nguồn tin từ nội bộ MU cho Daily Mail biết, lãnh đạo MU đánh giá rất thấp khả năng Ronaldo trở về Sporting Lisbon. Trước đó, vào lúc 17 giờ hôm qua, ngày 25 tháng 8, giờ quốc tế, trang cao topside đã đăng trên Twitter, Cristiano Ronaldo đang chuẩn bị ký hợp đồng với Sporting Lisbon. Câu lạc bộ sẽ bắt đầu công bố vào ngày mai. Thỏa thuận đã xong 99%. Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo, đã làm việc suốt ngày đêm để tìm ra giải pháp. Sporting Lisbon đã chuẩn bị cho sự trở lại của Ronaldo trong nhiều tuần. Ngay sau đó, Ronaldo đã đăng một bức ảnh mình đang tập luyện lên trang Instagram với chia sẻ "Hãy tiếp tục làm việc và tập trung", kèm theo đó là icon lời cầu nguyện và biểu tượng cảm xúc cơ bắp. Đây là bài đăng đầu tiên của Ronaldo sau 2 tuần và là bài đầu tiên sau khi MU đánh bại Liverpool 2-1 ở vòng 3 Premier League trên sân nhà Old Trafford. Bài đăng này đã nhận được 2,3 triệu lượt like. Câu chuyện Ronaldo sẽ ở lại hay ra đi có thể làm suy yếu sự đoàn kết ở câu lạc bộ trong bối cảnh MU gặp khó khăn trong giai đoạn đầu mùa giải dưới thời tân huấn luyện viên Erik ten Hag, người đã liên tục phải trả lời câu hỏi về tương lai của cậu học trò Ronaldo. Ronaldo được cho là bị hàng loạt câu lạc bộ có suất dự Champions League từ chối như Bayern Munich, Atletico Madrid, Chelsea, Napoli, Borussia Dortmund hay cả Marseille. Điều đó khiến Ronaldo chật vật trong việc tìm cách đào thoát khỏi Old Trafford. Trên lý thuyết, việc trở lại thủ đô Bồ Đào Nha chơi cho Sporting Lisbon sẽ có ý nghĩa lớn. Ronaldo có thể kết thúc sự nghiệp ở đội bóng thời thơ ấu theo đúng nguyện vọng của mẹ anh. Quan trọng hơn, với việc là nhà Á quân Premier League mùa trước, Sporting Lisbon có suất đá Champions League. Trong lễ bốc thăm vòng bảng Champions League kết thúc vào rạng sáng nay, ngày 26 tháng 8, Sporting Lisbon là ở một bảng đấu khá nhẹ nhàng, bao gồm các đối thủ Tottenham, Eintracht Frankfurt và Marseille. Tuy nhiên, có những câu hỏi thực sự về việc liệu đội bóng của Ruben Amorim có thể trả mức lương cao ngất ngưỡng của Ronaldo hay không. Và một nguồn tin từ Manchester United đã xác nhận rằng động thái này khó có thể xảy ra. Cầu thủ có 189 khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha đã có trọn một mùa giải chơi cho đội một Sporting Lisbon trước khi gia nhập MU vào năm 2003, nơi Sir Alex Ferguson biến anh trở thành siêu sao mang tính biểu tượng toàn cầu. Sau đó, Ronaldo rời MU sang Real Madrid rồi Juventus trước khi trở lại Old Trafford mùa hè năm ngoái. Sau khi bỏ lỡ chuyến du đấu trước mùa giải của MU tại Thái Lan và Úc vì lý do cá nhân, Ronaldo đã trở lại đội hình xuất phát MU trong trận thua nhục nhã Brentford đưa hôm 4 ở vòng 2 Premier League. Sau đó, Cristiano Ronaldo bị huấn luyện viên Erik ten Hag loại khỏi đội hình chính trong trận Manchester United đánh bại kình địch Liverpool 2-1 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 3 Premier League. Ronaldo chỉ được tung vào sân đá vài phút cuối trận đấu khi tỷ số đã được an bài.